Tại nhà văn hóa lao động thành phố Cần Thơ, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức chương trình Vui Tết Trung Thu và trao học bổng cho con em công nhân lao động khó khăn năm 2022. Cùng với các tiết mục văn nghệ, các em còn được nghe lời chúc mừng, thăm hỏi, động viên của đại diện lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ gửi đến các cháu thiếu nhi trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Trung Thu. Dịp này, Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội Viettel thông qua Quỹ từ thiện xã hội Tấm lòng vàng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng 30 suất học bổng cho các cháu, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Vận động các đơn vị doanh nghiệp tài trợ 200 phần quà Trung Thu, mỗi phần trị giá 300.000 đồng cho con của công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, các cháu mồ côi cha hoặc mẹ do dịch Covid-19.